cha mình tiếp tục bữa nay bắt cá kèo nha mọi người. Quá trời luôn rồi. Này cá chẽm chẽm ăn luôn. Nè làm cô ăn tất cả luôn. Ok kìa nó mà lỗi kìa. Hả? Ủa cha đặt đục ngược ha, đặt đục xuôi. Vậy là mỗi năm cha đặt kiểu sinh tần ngày là nó vô hết. Dạ mình nói mấy con cá kèo nó đi qua phía đây nè mọi người. Thì những con cá chẽm nó táp thập 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 nha. Táp cá mắt không. Ok kìa kìa. Trong hang gì nhảy ra luôn kìa. Cả nhà. Trong cái ống bọng này. Trong cái ống bọng này nữa nè, nhóc cái chân nè. Ống ở đây nè. Cái con trong đó nữa kìa. Không có giá. 50.000 ký. Ủa cá kèo như mất mẹ cá kèo 50.000 quá nó hả bạn? Lỗ. Lỗ. Ô còn một đống luôn kìa. Cả nhà cá kèo phơi khô ăn tết dùng bạc liêu là đa số hầu như là nhà nào cũng có hả. Vô mùa cá kèo ai cũng phơi cá kèo ăn tết. Cá kèo dài này ấy con cua kìa phải không đây là bắt cua ấy. Cua nha cả nhà. Dữ quá. Dây đồng chói ta. Cứng không? Cứng không? Cua nha mọi người. Có cá kèo, có cua luôn. Hên quá, gần Tết này cua cũng có giá rất là nhiều nha. Đấy lộn có giá lắm nha mọi người. Một ký cua y cũng tầm 200 mấy á. Cua gạch là đâu 300 mấy, 400, có khi 500 luôn. 500 ngàn một ký á nha. Mua mini.
Ở đó con bùa ơi. Đang đuổi những con cá kèo vô dài lại đằng nặng nha. Giống như hôm bữa cha mình đặt cục kiểu như vậy đó. Đằng đẳng kìa, nó vô đục nó nhảy kìa. Hả? Nhảy đằng đẳng khí thế luôn á. Nhưng mà mình phải đi từ từ chứ mình không đi lại đằng đẳng. Hả? Bữa nay nhiều hơn bữa trước không? Nó lủng ở đâu á? Đang cầm con cua sao vậy? Thấy được. Phi luôn kìa. Bữa nay nhiều hơn hôm bữa rồi nha mọi người. Gió lớn thì mọi người thông cảm nha. Vì gió ở đây khá là lớn. Ô bữa nay quá trời luôn rồi. Bữa nay gần nửa thùng luôn chứ gần gì. Ô năm nay ai lại nhà mình đi đãi cá kèo khô ăn Tết nha. Tại ăn rồi có cho đem về không? Nhà có nhiêu người cho nhiêu con à? 4 người 4 con ăn cho biết mùi được rồi. Gần nửa thùng luôn nha mọi người. Đã như ở dưới đó có con cua nữa vậy cha. Vậy rồi sao? Đây nửa thùng luôn nha. Đó. Thả vào bên kia nha mọi người. Đó. Thì bên đây đang nằm ở kia cho nên coi bắt nha. Cha vô ha, cha ở ngoài này. Bữa nay không đi lại chụp nữa hả? Và thôi video của mình đến đây sẽ kết thúc nha mọi người. Thấy hay thì hãy nhấn vào like, đăng ký, chuông để ủng hộ kênh mình nha. Và thôi tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nữa nhé. Con cua khá là ngon nha.